Ok, xin chào anh em đã trở lại với channel của mình. Tốc độ trong bóng đá là một điều cực kỳ quan trọng đối với mọi cầu thủ ở trên sân. Nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua đối thủ nhanh chóng cũng như xử lý những tình huống bóng đơn giản, dứt khoát hơn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sự nhanh nhẹn của bản thân cũng như đôi chân của mình? Thì hãy xem hết video này. Em lưu ý trong bước tập đầu tiên này được gọi là bước đơn, thì chúng ta sẽ bước bằng mũi chân, bước qua từng ô một. Chúng ta sẽ bước qua từng ô một. Mũi chân của chúng ta sẽ bước từng chân từng ô một. Chúng ta sẽ sử dụng mũi chân bước qua từng ô một. Ở động tác thứ hai này được gọi là bước đôi. Bước đôi này thì chúng ta sẽ bước một chân vào trong ô trước, sau đó đến chân thứ hai, rồi sau đó chân nào thực hiện trước thì chân đó sẽ bước lên ô tiếp theo. Ở động tác thứ ba này là bước vào trong, thì chúng ta sẽ đứng đối diện với mắc cơ hoặc với thang dây. Chúng ta sẽ đứng đối diện với mắc cơ hoặc thang dây. Chúng ta sẽ bước từng chân một. Chúng ta sẽ bước chân phải vào ô đầu tiên, sau đó đến chân trái. Và tiếp theo chúng ta sẽ bước lùi trở lại chân trái về đằng sau. Tiếp theo đến chúng ta sẽ bước chân phải tiến sang ô tiếp theo, và cứ thế dần dần. Thứ tư là bước chéo trong thang. Chúng ta sẽ bước chân phải lên trước, rồi sau đó đến chân trái vào ô của thang. Tiếp theo đó chúng ta sẽ bước chân trái của chúng ta lên phía trên bên cạnh ô thứ hai, rồi tiếp tục chân phải vào ô, và cứ thế tiến. Và cuối cùng là động tác bước tiến lùi trong thang. Chúng ta sẽ bước hai bước vào một ô, rồi sau đó chúng ta sẽ lùi hai bước về ô phía sau.